Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng kênh truyền hình BRT để theo dõi những thông tin vấn đề thời sự. Ngày mới cũng sẽ là nơi để chúng ta gặp gỡ những nhân vật, những câu chuyện chia sẻ thú vị, hữu ích về muôn mặt của cuộc sống xã hội. Thưa quý vị, dự thảo luật cư trú sửa đổi đang trình Quốc hội thông qua có nội dung thay thế việc quản lý hộ khẩu giấy sang phương thức điện tử và sử dụng hệ thống mã nhận dạng định danh cá nhân. Tại Bà Rịa Vũng Tàu, Công an tỉnh đã cơ bản hoàn thành việc thu thập thông tin dữ liệu dân cư trên địa bàn tỉnh, đảm bảo đúng tiến độ theo yêu cầu của Bộ Công an. Cụ thể công tác này được triển khai ra sao, Có Cửa Ngày Mới sẽ đề cập. Câu chuyện ai thế nào gì sau hôm nay giới thiệu đến quý vị về gương một nông dân có nhiều giải pháp sáng tạo kỹ thuật giúp sản xuất nông nghiệp hiệu quả. Anh cũng là một trong những tấm gương điển hình trong phong trào thi đua yêu nước tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu giai đoạn 2015-2020. Anh là ai? Mời quý vị theo dõi trong chương trình. Còn bây giờ như thường lệ, mời quý vị cùng điểm lại những tin tức sự kiện đã diễn ra trong 24 giờ qua. Đưa phương pháp gen Inspect để phát hiện SARS-CoV-2. Chia sẻ khó khăn cho doanh nghiệp vận tải. Đảm bảo an sinh xã hội trong mùa dịch Covid-19. Ý kiến của người dân về dự thảo quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện. Những thông tin về tình hình diễn biến liên quan đến dịch bệnh Covid-19 sẽ được cập nhật đầu tiên trong vòng quay 24 giờ hôm nay. Thưa quý vị, Hà Nội vừa ra văn bản nâng mức cảnh báo phòng chống dịch Covid-19, khuyến cáo người dân không ra khỏi nhà khi không cần thiết, không tập trung quá 30 người tại nơi công cộng, giữ khoảng cách tối thiểu 1 mét khi tiếp xúc. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu người dân khi có dấu hiệu ho, sốt, khó thở, viêm phổi phải đến ngay cơ sở y tế để được hướng dẫn xử lý kịp thời. Đặc biệt các địa phương phải tiếp tục dừng các hoạt động lễ hội, nghi lễ tôn giáo, giải đấu thể thao, sự kiện có tập trung đông người tại nơi công cộng và các sự kiện chưa cần thiết. Hạn chế tập trung đông người trong dịp hiếu, hỷ, dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, quán bar, chủ trường, không để quán nước vỉa hè hoạt động. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cũng yêu cầu các quận, huyện, thị xã chỉ đạo các xã phường, thị trấn thành lập và duy trì các tổ giám sát và tuyên truyền chống dịch COVID-19 tại cộng đồng. Đến 18 giờ chiều qua, trên địa bàn tỉnh Hải Dương đã ghi nhận 10 ca bệnh COVID-19. Trước tình hình trên, Bộ Y tế vừa có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương chỉ đạo khẩn trương tăng tốc thực hiện việc truy vết các trường hợp tiếp xúc gần với các trường hợp mắc bệnh, nghi ngờ mắc bệnh. Để tiếp tục hỗ trợ toàn diện cho tỉnh Hải Dương trong việc khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, Bộ Y tế giao Cục Y tế Dự phòng, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương và Bệnh viện Bạch Mai cử các đội công tác hỗ trợ phối hợp với tỉnh Hải Dương và các đơn vị liên quan trong việc điều tra dịch tễ, khoanh vùng cách ly dập dịch và thu dung điều trị phòng chống nhiễm khuẩn trong các cơ sở y tế nhằm sớm ngăn chặn, kiểm soát sự bùng phát của dịch bệnh trên địa bàn tỉnh. Một thông tin đáng chú ý trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Thưa quý vị, Bệnh viện Phổi Trung ương đã chính thức sử dụng phương pháp gen Inspect được sử dụng xét nghiệm vi khuẩn lao để phát hiện khẳng định virus SARS-CoV-2. Thông tin trên được đưa ra tại buổi sơ kết chương trình phòng chống lao quốc gia diễn ra vào sáng qua 17 tháng 8. Bệnh viện Phổi Trung ương đã tiếp nhận hơn 16.000 test kit từ phía Thụy Điển để sử dụng cho hệ thống gen Inspect. Trước khi đưa vào xét nghiệm chính thức, bệnh viện đã tiến hành kiểm thử với các mẫu bệnh phẩm từ Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương có các nồng độ vật liệu truy truyền khác nhau. Kết quả trùng khớp 100% với các mẫu được xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR truyền thống. Phương pháp này cũng là real-time PCR, nhưng mà là một quy trình hoàn toàn tự động từ việc xử lý mẫu tách chiết cho đến trộn cái sản phẩm tách chiết rồi đến phân tích kết quả là hoàn toàn tự động trong một cái người ta gọi là cartridge. Tôi nói là cái đấy là một cái phòng xét nghiệm mini. Thì bàn tay con người ít ảnh hưởng đến cái quá trình đấy. Ưu điểm nổi bật của phương pháp này là hệ thống hoàn toàn tự động và kết quả xét nghiệm rất nhanh từ 35 đến 45 phút. Đặc biệt hệ thống có 4 module nên có thể thêm các mẫu bệnh phẩm mới trong quá trình xét nghiệm,
so với phương pháp RT-PCR truyền thống không thực hiện được. Và chúng tôi chạy bằng cái bộ panel của trung tâm kiểm chuẩn, thấy hoàn toàn phù hợp. Và khi so sánh với phương pháp real-time PCR mà đang dùng thì độ chính xác 100%. Và điểm mạnh của nó là có thể làm từng mẫu một, bệnh nhân vào bất cứ nào có thể chạy luôn mẫu đó và thời gian rất nhanh. Hiện nay Việt Nam có khoảng 200 máy xét nghiệm gen Spec, trong đó có 28 phòng xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp 2 theo yêu cầu của nhà sản xuất. Tới đây bệnh viện sẽ phân bổ các test kit cho các điểm nóng như Đà Nẵng, Quảng Nam để xét nghiệm phát hiện SARS-CoV-2. Với việc đưa phương pháp này vào sử dụng song song với phát hiện nhanh bệnh nhân COVID-19, các chuyên gia cho biết có thể phát hiện ra những người mắc lao phổi, góp phần sớm chấm dứt bệnh lao trong cộng đồng. Theo các doanh nghiệp vận tải, việc Bộ Tài chính vừa cho phép giảm 10-30% lệ phí đường bộ là sự chia sẻ thiết thực của nhà nước và chính phủ đối với các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Chủ trương này đã nhận được sự đồng tình của các doanh nghiệp vận tải khi dịch COVID-19 bùng phát trở lại. Doanh nghiệp này có 300 xe taxi, 65 xe khách chạy liên tỉnh. Nhưng khi dịch COVID-19 bùng phát trở lại, hàng chục chiếc xe khách đã phải dừng hoạt động. Còn xe chạy taxi cũng phải xếp vào kho vì không có khách. Doanh thu sụt giảm tới hơn 50%, trong khi vẫn phải đóng phí bảo trì đường bộ hàng tháng. Nếu được giảm 30% phí bảo trì đường bộ trong 4 tháng, thì sẽ giảm được một khoản tiền tương đối lớn. Lượng xe dừng hoạt động cũng rất là lớn. Có những thời điểm dừng đến 70%, và có những tháng phải dừng 100%. Trong lúc khó khăn như này thì tôi nghĩ là đó là một cái sự chia sẻ của nhà nước đối với lại đơn vị vận tải, mặc dù số lượng cũng không được giảm nhiều lắm. Hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam cho biết từ đầu năm 2020 đến nay, các doanh nghiệp vận tải khách hầu như không có doanh thu vì sản lượng giảm đến trên 40%. Vì vậy, mong muốn chính phủ sẽ kéo dài thêm thời gian giảm khoản phí bảo trì cho doanh nghiệp. Thì mong muốn các cái cơ quan nhà nước có thẩm quyền là tiếp tục nghiên cứu, nếu như tình hình dịch cúm mà còn tiếp diễn thì tiếp tục có những cái chính sách để giảm bớt khó khăn cho các cái doanh nghiệp. Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, tại thời điểm thông tư có hiệu lực, số lượng phương tiện kinh doanh vận tải được giảm phí khoảng hơn 800.000 phương tiện, ước tính trên 316 tỷ đồng. Trường hợp xe đã nộp phí nhưng chưa đến hạn đăng kiểm vẫn được bù trừ số phí cụ thể được giảm. Tất cả các trung tâm đăng kiểm đã cập nhật phần mềm quản lý thu nộp phí sử dụng đường bộ để các đơn vị đăng kiểm thuận lợi trong việc tính toán bù trừ phí cho các phương tiện vận tải. Trung tâm có hướng dẫn và có dán thông báo và dán thông tư ở phòng chờ và phòng ở khu vực nộp tiền để khách hàng tiện theo dõi. Các thủ tục để giảm trừ nó cũng rất là đơn giản, không có vấn đề gì. Dịch COVID-19 quay trở lại khiến hầu hết các doanh nghiệp kinh doanh vận tải ô tô và bến xe đều lao đao. Các doanh nghiệp phải cầu cứu cơ quan chức năng có thêm những hỗ trợ thiết thực, hiệu quả như giảm lãi suất ngân hàng, giãn nợ. Nhiều doanh nghiệp vận tải đề nghị được miễn phí bảo trì trong thời gian xe không chạy để tránh bị phá sản. Thưa quý vị, hậu đại dịch COVID-19 ở đợt 1 vẫn còn nặng nề, cuộc sống của đại bộ phận người dân lại tiếp tục chịu tác động của đợt bùng phát dịch bệnh lần thứ 2, khó khăn, chồng chất khó khăn. Vì vậy, bên cạnh biện pháp khống chế dịch lây lan trong cộng đồng, các cấp ngành chức năng tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu còn đồng thời tích cực triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn, cũng là để mọi người thêm yên tâm chấp hành các biện pháp phòng chống dịch. Từ đầu tháng 8 tới nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Suối Nghệ, huyện Châu Đức phát động phong trào may khẩu trang tặng hội viên và người dân trên địa bàn. Song song đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã còn vận động các mạnh thường quân ủng hộ 5 tấn gạo, 20 phần quà là các nhu yếu phẩm cho hội viên phụ nữ nghèo với tổng trị giá hơn 60 triệu đồng. Mình cũng rất vui khi nhận được phần quà của mạnh thường quân và khẩu trang của Hội Phụ nữ đã trao. Mình cũng rất vui, mình cũng là đó là phần quà để mà chung tay để phòng chống dịch cho gia đình và cộng đồng nữa. Tháng 4 năm 2020, khi cả nước vào đợt chống dịch Covid đầu tiên, Mặt trận Tổ quốc huyện Long Điền đã triển khai hoạt động 2 cây ATM gạo.
Từ đó đến nay, hai ATM gạo vẫn luân phiên phát gạo miễn phí với hơn 10 tấn gạo được phát đến người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Cùng với gạo, Mặt trận Tổ quốc huyện Long Điền còn vận động Mạnh Thường Quân hỗ trợ thêm rau xanh, các loại nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân khi đến nhận gạo. Mô hình tặng quần áo cũ cũng được các thành viên mặt trận đang nhân rộng. Và phiên chợ không đồng đang được Mặt trận Tổ quốc huyện chuẩn bị triển khai trong thời gian tới. Hoàn cảnh thì già yếu rồi, nên là không làm gì ra tiền được. Anh bên nhờ cái bên các ủy ban chiếu cố nên là tôi cũng rất cảm ơn. Khi đại dịch COVID-19 bùng phát trở lại, Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã có công văn 694 về đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền kêu gọi mọi doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân ủng hộ công tác phòng chống dịch COVID-19, đồng thời triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội. Ngoài việc duy trì các ATM gạo, Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên cũng đã triển khai thêm nhiều mô hình mới như cửa hàng không đồng, phiên chợ không đồng, quán cơm không đồng, tặng nhu yếu phẩm, quần áo, khẩu trang, thiết bị phòng chống dịch. Mặt trận Tổ quốc các cấp trên địa bàn tỉnh cũng đang phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội giám sát việc chi hỗ trợ cho người lao động gặp khó khăn từ gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng của chính phủ. Chuyển sang những thông tin khác. Thưa quý vị, quyết định số 18 được Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành vào ngày 22 tháng 7 năm 2019 nhằm quản lý chặt chẽ việc tách thửa đất trên địa bàn, chấm dứt tình trạng làm đường giao thông tự phát, tách thửa đất nông nghiệp với quy mô diện tích lớn và bán nền tràn lan, núp bóng người dân của một số cá nhân doanh nghiệp kinh doanh bất động sản. Tuy nhiên, qua kiểm tra của Cục Kiểm tra văn bản Bộ Tư pháp, một số quy định tại quyết định này đã làm phát sinh thủ tục hành chính trái quy định. Hôm qua, ông Lê Tuấn Quốc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã chủ trì cuộc họp nghe Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo dự thảo quyết định sửa đổi bổ sung một số điều của quyết định số 18. Để khắc phục những nội dung chưa phù hợp, Sở Tài nguyên Môi trường tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh dự thảo sửa đổi bổ sung một số điều trong quyết định 18 của Ủy ban nhân dân tỉnh về quy định việc tách thửa đất trên địa bàn tỉnh. Cụ thể, dự thảo sẽ bổ sung thêm điều kiện thực hiện tách thửa đối với tổ chức phù hợp với quy hoạch chi tiết, quy hoạch phân khu chức năng và bản vẽ tổng mặt bằng kèm theo nội dung thiết kế cơ sở của dự án. Đối với đất nông nghiệp thuộc khu vực quy hoạch sản xuất nông nghiệp thì các thửa đất sau khi tách thửa phải có diện tích tối thiểu từ 500 m2 trở lên tại các phường, thị trấn thuộc huyện, thị xã, thành phố và trung tâm huyện, công đảo, từ 1.000 m2 trở lên tại các địa bàn các xã còn lại. Riêng đối với đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối phải đắp bờ trước khi tách thửa. Ngoài ra, dự thảo cũng sửa đổi bổ sung quy định đối với đất nông nghiệp thuộc khu vực quy hoạch đất ở, đất thương mại dịch vụ hoặc đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp phải lập thủ tục chuyển mục đích sử dụng theo một số quy định của chính phủ và các bộ ngành phù hợp với luật đất đai hiện hành. Ông Lê Tuấn Quốc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Tài nguyên Môi trường tiếp thu ý kiến của các sở ngành và địa phương để hoàn thiện dự thảo trình Ủy ban nhân dân tỉnh thông qua. Thưa quý vị, Bộ Công Thương đang tổ chức lấy ý kiến dự thảo quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện để sửa đổi. Mặc dù khẳng định là các phương án này đã được lấy ý kiến rộng rãi trong nhiều đối tượng liên quan, thế nhưng dự thảo hiện vẫn có nhiều phản ứng từ cả người dân và chuyên gia. Tại Bà Rịa Vũng Tàu, nhiều ý kiến cho rằng dự thảo phương án tính giá điện sinh hoạt được đưa ra lần này chưa khắc phục được những bất cập trong cách tính giá điện bậc thang, nhất là chưa công khai minh bạch trong cách tính giá điện. Đối với cơ cấu biểu giá bán lẻ điện cho mục đích sinh hoạt, dự thảo sửa đổi quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện được Bộ Công Thương đề xuất hai phương án. Phương án 1 là áp dụng biểu giá 5 bậc thang. Phương án 2 là khách hàng được chọn áp dụng biểu giá 5 bậc thang hoặc tính theo một giá điện. Theo nhiều người dân Bà Rịa Vũng Tàu, thì cách tính bậc thang mới từ 6 bậc như hiện nay xuống còn 5 bậc chỉ là thay đổi cơ học, chứ về bản chất không thay đổi. Bởi nếu tính theo giá điện bậc thang, đối với nhóm gia đình tiêu thụ điện ở mức phổ biến nhất là từ 201 đến 300 kWh một tháng, thì giá điện vẫn ở mức cao, đến 141% so với giá điện bán lẻ bình quân dao động trong khoảng từ 100 đến 200 kWh một tháng. Trong khi đó, mức tiêu thụ này là phổ biến đối với nhiều gia đình lao động phổ thông, chỉ sử dụng điện phục vụ cho những nhu cầu thiết yếu. Nhưng mà theo cá nhân tôi đó, thì là nên là đổi là cái cũ.
Bởi vì cái cũ, cái thứ nhất nó có như thế này là người dân đã quen thuộc rồi. Đó, đã là quen thuộc là hồi nào tới giờ rồi. Đó, còn đa số mà những người dân á, thì nói chung ra là thuộc về á, là những cái thành phần trung nông. Đó, thì theo tôi nghĩ á, là giá điện đỡ giá cũ là người thứ nhất là người dân quen thuộc. Thứ hai nữa là cái giá mới này á, thì mình cũng chưa biết là như thế nào. Còn với cách tính một giá điện, nếu mức tiêu thụ từ 201 đến 300 kWh một tháng, thì tổng số tiền các hộ phải trả cũng sẽ cao hơn khá nhiều. Đơn cử như đối với những hộ tiêu thụ bình quân ở mức 300 kWh một tháng, theo cách tính một giá, tiền điện sẽ tăng thêm 20 đến 30%. Do đó, người dân đề xuất vẫn giữ nguyên cách tính giá điện cũ, tức là vẫn áp dụng cách tính tiền điện 6 bậc như hiện nay, chỉ cần điều chỉnh tăng thêm hạn mức sử dụng điện ở các bậc đầu tiên. Cho xài 150 một giá, ví dụ như không biết, rồi tiếp tục xài 300 nữa, một giá một thôi, tức là cộng là hai giá hết. Đó, người ta dễ tính lắm, người ta dễ biết. Giá điện thì do nhà nước tính mình không biết. Đó, do giá một cái giá thôi, có gì cũng tính về 6 1. Trong hai cái phương án mà để tính tiền điện đó, có những cái một số hộ thì có thể là được lợi và một số hộ thì không được lợi. Thí dụ như bây giờ cái mức giá mà như giá như giá cũ đi, 50 ký mức đầu thì nó thấp rồi cái đó, thì cái đó đối với những người mà xài mà điện nhiều á thì đóng hơi nặng. Tại cái mức sinh hoạt bây giờ của cái người dân á, tại lắm mà một tháng cũng phải 400 ký trở lên, 400 ký trở lên chứ không có dưới thấp đó đâu. Cái quy định 1 hay là quy định 2 gì á, tất cả đều có những cái thiệt của dân hết. Công ty Điện lực Bà Rịa Vũng Tàu đang cung cấp điện cho khoảng 400.000 khách hàng, trong đó có khoảng 50% khách hàng phổ thông sử dụng điện, với hóa đơn dao động từ mức 100 đến 400 kWh một tháng. Nếu áp dụng hai phương án tính giá điện mới, số khách hàng phổ thông này tiếp tục chịu thiệt thòi. Do đó, dự thảo quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện, theo ý kiến đa số người dân, cần tiếp tục được xem xét thấu đáo trước khi thông qua. Vâng, thưa quý vị, trong sáng ngày hôm nay thì chúng tôi giới thiệu đến quý vị một nông dân của Bà Rịa Vũng Tàu, người từng 4 năm liền có sản phẩm đạt danh hiệu sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu, được Hội Nông dân Việt Nam tuyên dương là nhà khoa học của nhà nông và cũng nhận được huân chương lao động hạng 3. Và nói đến gương nông dân có bề dày thành tích nổi bật như vậy thì không nhiều. Và người mà Ngọc Diệu cũng như là Mỹ Quyên muốn giới thiệu đến quý vị đó chính là anh Lâm Ngọc Nhâm ở Hợp tác xã Nông nghiệp Thương mại Dịch vụ Bầu Mây, huyện Xuyên Mộc và là Chủ tịch Hội Hồ Tiêu tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Vâng, đúng là anh Nhâm, thưa quý vị. Đây là nhân vật mà câu chuyện ai thế nào vì sao hôm nay muốn mời quý vị gặp gỡ và tìm hiểu. Yêu nông nghiệp, trăn trở, âu lo với câu chuyện năng suất chất lượng, bài toán hiệu quả sản xuất, đầu ra cho sản phẩm. Anh Lâm Ngọc Nhâm, ngụ huyện Xuyên Mộc, không ngừng tìm tòi nghiên cứu, thử nghiệm các sáng kiến, giải pháp mới đối với những sản phẩm mình đeo đuổi, tâm huyết, nhằm hướng đến mục tiêu phát triển hiệu quả bền vững. Xác định liên kết sản xuất là xu hướng bắt buộc để nâng cao nội lực, tăng sức cạnh tranh trong nông nghiệp, phá bỏ cách làm manh mún nhỏ lẻ trong nông dân. Năm 2015, anh Lâm Ngọc Nhâm vận động 12 thành viên cùng thành lập Hợp tác xã Nông nghiệp Thương mại Du lịch Bầu Mây, hoạt động trong lĩnh vực trồng và chế biến các sản phẩm từ tiêu và củ Hoài Sơn với diện tích 30 ha. Khi đã ổn định tổ chức, quy mô sản xuất, anh Nhâm hướng các xã viên sản xuất theo tiêu chuẩn thực hành nông nghiệp tốt toàn cầu, Global Gap, đồng thời hợp tác với Hợp tác xã Nông nghiệp số để phát triển tem, nhãn, quy trình truy xuất nguồn gốc và quản trị thương hiệu, qua đó xây dựng nền thương hiệu tiêu Bầu Mây, hướng đến mục tiêu xuất khẩu. Để sản phẩm đạt chất lượng thì ngay từ đầu vào, tức cây giống phải đảm bảo chất lượng. Chính vì vậy, anh Lâm Ngọc Nhâm đã nghiên cứu phát triển giống tiêu Bầu Mây có đặc tính kháng sâu bệnh, năng suất cao. Tiếp đó là triển khai giải pháp trồng vườn hồ tiêu ra hoa theo ý muốn, nhằm đảm bảo năng suất cũng như ổn định chất lượng cho vườn tiêu. Với tầm nhìn xa cộng với cách làm bài bản khoa học của anh Nhâm, năm 2019, 15 hectare tiêu Bầu Mây đã được cấp bằng chứng nhận Global Gap. Đồng thời, hơn 100 tấn sản phẩm hồ tiêu của hợp tác xã đã xuất khẩu sang các thị trường khó tính như châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc, với giá từ 250.000 đồng một ký tới 22 triệu đồng một ký, cao hơn từ 5 đến 450 lần giá tiêu thô bán trên thị trường hiện nay. Đối với củ Hoài Sơn, Lâm Ngọc Nhâm là chủ nhân của mô hình,
tức đất tức vàng, nhà nông thu ngay bạc tỷ. Hồ tiêu cộng sinh củ Hoài Sơn. Với 10 hecta củ Hoài Sơn trồng sen với tiêu, bình quân mỗi năm hợp tác xã thu hoạch gần 1.800 tấn. Năm 2019, hơn 100 tấn sản phẩm từ củ Hoài Sơn như bột sữa, bánh, bún khô của hợp tác xã cũng cất cánh đến các nước như Malaysia, Úc, góp phần nâng cao giá trị sản xuất, giá trị sản phẩm Hoài Sơn lên một tầm mới. Và cũng nhờ sự lèo lái linh hoạt, hiệu quả của anh Lâm Ngọc Nhâm mà tổng doanh thu của hợp tác xã nông nghiệp thương mại du lịch Bầu Mây trong năm qua đạt gần 7 tỷ đồng. Trong đó khoảng 5 tỷ đồng là lợi nhuận, chiếm tỷ lệ hơn 70%. Đây là tỷ suất lợi nhuận mơ ước của những người làm kinh doanh. Việt Nam chúng ta lại có lợi thế là 80% nông dân làm nông nghiệp. Và nông nghiệp của chúng ta xuất khẩu cũng đã đứng thứ nhất, thứ nhì. Tuy nhiên thì nó còn xuất thô. Thì giá chưa cao và không ổn định. Thì tôi đã phải tìm cái cách để làm thế nào đó để cho cái giá trị của cái nông sản của chúng ta nó giá cao. Nhận vô vàng giải thưởng khoa học kỹ thuật, giải thưởng về nông nghiệp của trung ương và tỉnh, nhưng đối với anh Lâm Ngọc Nhâm, phần thưởng lớn nhất đó chính là niềm tin của các thành viên hợp tác xã, của những người nông dân đã tin tưởng vào mình, chung tay cùng mình xây dựng, phát triển và nâng tầm các sản phẩm nông nghiệp Việt trên thị trường quốc tế, qua đó nâng cao thu nhập cho người nông dân. Ông Nhâm thì là bên chủ tịch hợp tác xã. Nhâm thì ông có đưa đến nhiều những cái sáng kiến để cho anh em trong hợp tác xã làm, ví dụ như là trồng tiêu, trồng cộng sinh cái cây Hoài Sơn. Nói chung là cũng có nhiều những cái sáng kiến rất là hay, cái kỹ thuật rồi cái sáng kiến rất hay. Thì khi mà anh em mà làm theo cái hướng của anh Nhâm á, thì nói chung là cái thu nhập nó ổn định, nâng cao hơn. Thì có thể nói là anh đã rất là nhiệt tình, anh giúp đỡ hỗ trợ người dân tại địa phương. Ngoài trong công tác xã hội và công tác là chuyển giao các mô hình của anh liên quan với anh trực tiếp nghiên cứu sáng tạo, thì qua đó anh tạo được nhiều việc làm và hỗ trợ người dân là vươn lên trong thoát nghèo bền vững. Với những thành tích nổi bật đạt được, anh Lâm Ngọc Nhâm sẽ được Ủy ban Nhân dân tỉnh tuyên dương tại Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu lần thứ 5 giai đoạn 2015-2020 sắp tới. Ngày mới tiếp tục cập nhật cùng quý vị những chuyển động quan trọng của thế giới trong bản tin Thế giới 360 độ. Mỹ Latin sẽ sản xuất vaccine COVID-19 vào đầu năm 2021. Phát hiện virus SARS-CoV-2 trong da cười. Ấn Độ đầu tư gần 1.500 tỷ đô la Mỹ vực dậy nền kinh tế. Các doanh nghiệp Nhật Bản chuyển hướng sang Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Trẻ em Beirut chịu chấn thương tâm lý sau vụ nổ. Hôm nay, những thông tin liên quan nỗ lực sản xuất vaccine ngừa COVID-19 từ Mỹ Latin sẽ mở đầu bản tin Thế giới 360 độ. Thưa quý vị, hợp tác sản xuất vaccine COVID-19 giữa hai chính phủ Argentina và Mexico cùng công ty dược phẩm AstraZeneca có thể bắt đầu trong quý đầu năm sau. Thông báo này do chính đại diện của công ty dược phẩm lớn thứ hai nước Anh vừa đưa ra. Tại cuộc họp báo thường nhật của Tổng thống Mexico, đại diện của AstraZeneca cho biết, giai đoạn 3 thử nghiệm của vaccine COVID-19 dự kiến sẽ kết thúc trong tháng 11 hoặc tháng 12 năm nay. Sau khi được chính phủ hai nước thông qua, AstraZeneca sẽ chuyển giao công nghệ cho Mexico và Argentina trước khi chuyển sang công đoạn sản xuất. Kế hoạch hiện nay là sản xuất khoảng 150 triệu liều vaccine cho các nước Mỹ Latin, ngoại trừ Brazil, và hướng tới phân phối ít nhất 400 triệu liều cho khu vực. Đáng chú ý, AstraZeneca cam kết giá thành của vaccine sẽ không vượt quá $4 một liều. Kế hoạch sản xuất vaccine COVID-19 cho khu vực Mỹ Latin được Tổng thống Argentina công bố lần đầu hôm 12 tháng 8. Dự án nhận đầu tư từ tỷ phú Mexico Carlos Slim. Các bác sĩ tại Bệnh viện Đại học Pasteur của Thụy Sĩ vừa xác nhận một trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 từ một mẫu da người, bất chấp việc xét nghiệm lấy mẫu dịch từ đường hô hấp của người này cho kết quả âm tính. Và thông tin này ngay lập tức thu hút sự quan tâm lớn của nhiều nhà khoa học cũng như dư luận trên thế giới.
Một cụ bà sống ở Thụy Sĩ, 81 tuổi, người đã được làm xét nghiệm virus SARS-CoV-2 vì có các triệu chứng như sốt. Tuy nhiên, các xét nghiệm SARS-CoV-2 bao gồm lấy dịch từ mũi, hầu họng và xét nghiệm kháng thể được thực hiện 6 tuần sau đó đều cho kết quả âm tính. Khi bệnh nhân đến bệnh viện, bà còn bị các triệu chứng như nổi mẩn đỏ trên da. Chính vì vậy, một nhóm bác sĩ da liễu tại Bệnh viện Đại học Basel đã xét nghiệm mẫu da để tìm virus SARS-CoV-2 và đã cho kết quả dương tính. Kết quả này khiến các nhà khoa học đặt ra câu hỏi về những thiếu sót tiềm ẩn trong xét nghiệm sử dụng tăm bông lấy dịch trong mũi hiện nay. Theo họ, xét nghiệm mẫu sinh thiết da có thể được sử dụng như một công cụ chẩn đoán bổ sung. Nghiên cứu mới này cũng góp phần vào giả thuyết rằng một số bệnh nhân mắc COVID-19 có thể không thiết lập khả năng miễn dịch. Chuyển sang những lĩnh vực khác. Thưa quý vị, Ấn Độ sẽ đầu tư 1.460 tỷ đô la Mỹ vào các dự án cơ sở hạ tầng nhằm thúc đẩy nền kinh tế đang chịu ảnh hưởng tiêu cực của đại dịch COVID-19. Đây là tuyên bố vừa mới được Thủ tướng Ấn Độ ông Narendra Modi đưa ra trong bối cảnh nước này hiện có tới gần 2,7 triệu ca mắc và trên 51.000 ca tử vong vì COVID-19. Thủ tướng Ấn Độ ông Narendra Modi cho biết, bài học quan trọng mà Ấn Độ rút ra từ đại dịch COVID-19 là phải tự chủ trong sản xuất và phát triển để trở thành điểm đến chính trong chuỗi cung ứng của các công ty quốc tế. Ông khẳng định, đại dịch COVID-19 là một cuộc khủng hoảng lớn nhưng không thể ngăn cản sự tiến bộ kinh tế của Ấn Độ. Quỹ tiền tệ quốc tế IMF dự báo kinh tế Ấn Độ có thể sụt giảm 4,5% trong năm nay, mức tồi tệ nhất trong lịch sử. Tuy nhiên, chính phủ Ấn Độ vẫn tin tưởng kinh tế có thể phục hồi vào năm sau và hiện đã chọn phát triển 7.000 dự án cơ sở hạ tầng để bù đắp những tác động kinh tế do đại dịch COVID-19 gây ra. Các hạn chế đi lại và đóng cửa biên giới trong phản ứng chính sách ban đầu của các nước đối với đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng trực tiếp đến thương mại hàng hóa và dịch vụ toàn cầu. Nhận định này vừa được đưa ra trong báo cáo mới nhất của Tổ chức Thương mại Thế giới. Tổ chức Thương mại Thế giới WTO nêu rõ, các biện pháp hạn chế đi lại và đóng cửa biên giới không chỉ làm gián đoạn, mà còn làm tăng chi phí vận chuyển hàng hóa, du lịch kinh doanh, cũng như việc cung cấp dịch vụ dựa vào sự hiện diện của các cá nhân ở nước ngoài. Theo đó, vận tải hàng hóa bằng đường hàng không đã bị gián đoạn nghiêm trọng, với năng lực vận chuyển hàng không toàn cầu giảm 24,6% vào tháng 3 năm 2020. Trong khi đó, chi phí vận tải và đi lại chiếm một phần quan trọng, ước tính từ 15 đến 31%. Trong chi phí thương mại, việc kéo dài các hạn chế đi lại tác động đến việc thiết lập và duy trì các mối quan hệ thương mại cũng như quản lý chuỗi giá trị toàn cầu, ảnh hưởng đến cả hoạt động đầu tư, kinh doanh, dịch vụ chuyên môn và sản xuất. Bên cạnh đó, sự thay đổi do khủng hoảng COVID-19 gây ra theo hướng số hóa các thủ tục hải quan và quy định để giảm tiếp xúc vật lý có thể làm giảm chi phí thương mại liên quan trong dài hạn, song cũng khiến các doanh nghiệp giảm đầu tư vào nghiên cứu thị trường mới và các đối tác tiềm năng. Ngày càng có nhiều doanh nghiệp Nhật Bản mở rộng hoạt động kinh doanh ở khu vực Đông Nam Á, đồng thời giảm quy mô hoạt động tại Trung Quốc do tình trạng leo thang căng thẳng giữa Bắc Kinh và Washington. Đây là kết quả khảo sát của Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản vừa được hãng tin Kyodo công bố, trong đó Việt Nam là một trong những điểm được nhiều doanh nghiệp Nhật Bản cân nhắc chọn lựa. Trích dẫn kết quả khảo sát được tiến hành từ cuối năm ngoái đối với 9.975 doanh nghiệp, Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản JETRO cho biết 41% doanh nghiệp nước này đang cân nhắc mở rộng hoạt động tại Việt Nam trong 3 năm tới, tăng 5,5% so với 1 năm trước đó. 36,3% doanh nghiệp Nhật Bản nhắm tới Hà Lan, tăng 1,5%. Trong khi tỷ lệ doanh nghiệp Nhật Bản muốn mở rộng hoạt động ở thị trường Trung Quốc là 48%, giảm 7,3% so với 1 năm trước. JETRO đánh giá căng thẳng gia tăng giữa Mỹ và Trung Quốc từ đầu năm 2018 đã đẩy các công ty Nhật Bản chuyển hướng đầu tư sang Đông Nam Á. Tuy nhiên, do chịu tác động mạnh của đại dịch COVID-19, nên cả đầu tư và doanh thu của các doanh nghiệp Nhật tại thị trường châu Á dự báo sẽ giảm mạnh trong năm nay. Trong 5 tháng đầu năm, đầu tư của Nhật Bản sang Đông Nam Á giảm 35,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, riêng ở Indonesia giảm tới 75%. Còn tại Hàn Quốc, nhà sản xuất ô tô hàng đầu nước này Hyundai Motor vừa thông báo sẽ sản xuất ô tô điện tại một nhà máy ở Singapore kể từ năm 2022. Việc Hyundai lựa chọn Singapore là một trong những địa điểm để chế tạo xe điện đã gây nhiều bất ngờ vì trước đây chưa bao giờ hãng này lựa chọn một quốc gia không có ngành công nghiệp chế tạo ô tô để làm nơi đặt nhà máy sản xuất.
Komoko Motor, nhà phân phối của Hyundai Hàn Quốc tại Singapore nêu rõ, kế hoạch xây dựng nhà máy sản xuất ô tô điện của Hyundai tại Singapore trên thực tế đã manh nha từ cách đây 4 năm. Hyundai dự kiến sẽ sản xuất khoảng 30.000 ô tô điện hàng năm tại Singapore kể từ năm 2022, trong đó khoảng 5.000 đến 6.000 chiếc sẽ được tiêu thụ ngay tại thị trường này, số còn lại dành cho xuất khẩu. Nhà máy sản xuất xe điện của Hyundai sẽ được khởi công xây dựng ở khu vực Bulim Avenue vào tháng 10 tới, thuộc phần đất của Trung tâm Đổi mới Toàn cầu Hyundai Mobility rộng 28.000 m², nơi tập trung các hoạt động nghiên cứu và phát triển, đào tạo, đầu tư, nghiên cứu trí tuệ nhân tạo và thử nghiệm các dịch vụ di động mới. Thưa quý vị, vụ nổ kinh hoàng xé toạc thủ đô Beirut, Liban hồi tuần trước vẫn để lại những di chứng nặng nề cho người dân nơi này. Nhiều người, trong đó có không ít trẻ em bị ảnh hưởng tâm lý đang cần được chữa trị. Thông tin này sẽ khép lại bản tin Thế giới 360 độ. Cậu bé Hamau, 3 tuổi, đang ở cùng với mẹ và bà của mình trong một siêu thị khi xảy ra vụ nổ kinh hoàng tại thủ đô Beirut, Liban. Vụ nổ khiến cậu bé bị thương và được chuyển thẳng tới bệnh viện. Những ngày sau đó, Hamau trở thành một người hoàn toàn khác khi phải vật lộn với những chấn thương tâm lý. Cả ngày thằng bé chẳng nói một lời nào cả. Mắt của nó lúc nào cũng đờ đẫn. Thằng bé chỉ nói những từ như máu, tại sao lại có máu hay kính vỡ. Có rất nhiều trường hợp như Hamau. Theo tổ chức Save the Children, vụ nổ kinh hoàng đã khiến hơn 100.000 trẻ em phải di dời khỏi nhà, trong đó rất nhiều em gặp chấn thương tâm lý. Các chuyên gia sức khỏe tâm thần tại Save the Children cho biết, trẻ em gặp chấn thương tâm lý có thể có phản ứng khác nhau. Đau đầu, buồn nôn, tè dầm, gặp vấn đề về tiêu hóa là những triệu chứng phổ biến cha mẹ thường bỏ qua. Trẻ gặp chấn thương tâm lý trở nên phụ thuộc, luôn lo lắng. Các chuyên gia tâm lý cũng cho biết, việc để trẻ em dần chấp nhận những chấn thương tâm lý rất quan trọng. Điều đó có thể mang lại cho trẻ cảm giác an toàn, sự bình thường và thói quen, cũng giúp trẻ dần vượt qua những ám ảnh. Bên cạnh đó, việc tìm một môi trường an toàn hơn, cũng như khôi phục lại các thói quen trước đây cho trẻ, cũng là một cách trị liệu tốt. Chuyển động ngày mới tiếp tục với phần cập nhật những thông tin được báo chí trong nước quan tâm đăng tải. Bây giờ mời quý vị cùng chúng tôi cập nhật những thông tin đáng chú ý được các trang báo đăng tải sáng nay. Thông tin đầu tiên liên quan đến trận động đất ở Sơn La và tình hình mưa lũ tại các tỉnh phía Bắc. Thưa quý vị, trong khi tại tỉnh Sơn La xảy ra liên tiếp 5 trận động đất chỉ trong vòng 30 phút đầu giờ sáng hôm qua, 17 tháng 8, thì tại tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, mưa to khiến cho nhiều nơi bị ngập sâu. Báo Sài Gòn Giải Phóng đưa tin lúc 8 giờ 13 phút ngày 17 tháng 8, một trận động đất có cường độ lớn tới 4,3 độ Richter xảy ra tại khu vực huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La. Sau đó, chỉ trong vòng 30 phút, trên địa bàn tỉnh Sơn La liên tục xảy ra 4 trận động đất nữa tại khu vực huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Trong khi đó, cùng thời gian trên, tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng mưa như trút, khiến nhiều nơi bị ngập sâu. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo, từ chiều ngày 20 tháng 8 đến ngày 23 tháng 8, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng xuất hiện một đợt mưa to đến rất to diện rộng. Do đó, các tỉnh cần đề phòng sạt lở, dông sét. Theo quy định của Bộ Giáo dục Đào tạo, thời gian tựu trường năm nay sớm nhất là ngày 1 tháng 9 và các trường khai giảng vào ngày 5 tháng 9. Tuy nhiên, trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tính toán nhiều kịch bản chuẩn bị, trong đó có việc tổ chức lễ khai giảng trực tuyến dành cho các tỉnh đang trong thời gian cách ly xã hội. Trao đổi với phóng viên báo Vietnamnet về lễ khai giảng năm học mới 2020-2021, đại diện Bộ Giáo dục Đào tạo nhấn mạnh, tinh thần chung là đảm bảo sự an toàn về sức khỏe cho học sinh và giáo viên. Tùy từng hoàn cảnh, địa phương mà có thể linh động và có nhiều cách tổ chức lễ khai giảng, nhưng vẫn thể hiện thông điệp tạm dừng đến trường nhưng không ngừng việc học. Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết sẽ yêu cầu các trường học đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, dạy học trực tuyến để ứng phó trong tình hình dịch bệnh. Thưa quý vị, trong đợt phong phó giáo sư vừa qua đã có những quan ngại về vài ứng viên công bố nhiều bài báo khoa học chỉ trong vòng một năm, nhưng trước đó không thấy có công bố đáng kể.
Dư luận đã đặt vấn đề về hiện tượng thuê viết bài báo khoa học, xuất bản bài báo trên tạp san khoa học giỏm, xuất phát từ nhu cầu hoàn tất hồ sơ để được công nhận chức danh phó giáo sư giáo sư. Đây là nội dung phản ánh trong bài viết thị trường ngầm mua bán bài báo khoa học của báo Thanh Niên. Trao đổi thêm về vấn nạn hoàn tất hồ sơ để được công nhận chức danh phó giáo sư Nguyễn Văn Tuấn, Đại học Công nghệ Sydney, Úc chia sẻ, Hội đồng giáo sư nhà nước có vẻ không chú ý đến chất lượng của tạp san công bố công trình nghiên cứu khoa học nên dễ khiến người khác nghi ngờ ứng viên và thành viên hội đồng là đồng nghiệp nên có sự nể nang trong xét duyệt. Giáo sư Nguyễn Văn Tuấn cũng cho biết, viện nghiên cứu của Việt Nam đi sau Trung Quốc, ngay cả những hoạt động phi khoa học này, tuy nhiên Trung Quốc thời gian qua làm rất quyết liệt với việc nghiên cứu khoa học giỏm. Ở Việt Nam, vấn đề mới nổi lên do báo chí nêu, nhưng cách ngăn ngừa thì vẫn còn lay hoay. Cảnh báo vừa được báo Tuổi Trẻ đăng tải liên quan đến sự thật phía sau những cây lan năm cánh trắng đột biến giá hàng chục tỷ đồng. Theo thông tin trong bài viết, từ đầu năm đến nay, hàng chục cuộc giao dịch lan đột biến hàng chục tỷ khiến nhiều người ngỡ ngàng. Cũng vì vậy mà nhiều người chưa bao giờ trồng lan đã lao theo bỏ cả đống tiền để mua lan đột biến với hy vọng đầu tư. Tuy nhiên, cơn sốt lan đột biến là ảo, tiềm ẩn nguy cơ rủi ro khi đầu tư. Qua tìm hiểu, phóng viên báo Tuổi Trẻ cho biết lan đột biến giá tiền tỷ đều là do chiêu trò của những người chơi lan để dụ những người có mộng làm giàu nhanh chóng. Ông Dương Hoa Xô, Giám đốc Trung tâm Công nghệ Sinh học Thành phố Hồ Chí Minh cũng cho biết trong một quần thể lan có thể xuất hiện một cá thể lan khác màu hoặc màu đặc biệt so với phần còn lại. Nhưng mức giá quá cao như hiện nay là ảo, bởi hoa lan đột biến có thể nhân giống bằng tự nhiên hoặc nhân tạo. Nguồn cung sẽ tăng lên theo thời gian, qua đó sẽ làm giảm giá trị của chính loại hoa đó. Thưa quý vị, dự án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư do chính phủ giao cho Bộ Công an là cơ quan chủ quản. Đây được coi là một trong 6 cơ sở dữ liệu quốc gia cần được ưu tiên triển khai nhằm tạo nền tảng phát triển chính phủ điện tử. Thực hiện lộ trình này, dự thảo luật cư trú sửa đổi đang trình Quốc hội thông qua có nội dung thay thế việc quản lý hộ khẩu giấy sang phương thức điện tử và sử dụng hệ thống mã nhận dạng định danh cá nhân. Tại Bà Rịa Vũng Tàu, Công an tỉnh đã cơ bản hoàn thành việc thu thập thông tin dữ liệu dân cư trên địa bàn tỉnh, đảm bảo đúng tiến độ theo yêu cầu của Bộ Công an. Đây là cơ sở để giúp cho ngành công an hoàn thành cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, căn cước công dân, qua đó phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho người dân sinh sống, học tập và làm việc. Liên quan đến nội dung này, phóng viên thời sự có cuộc trao đổi với Thượng tá Đinh Văn Bình, Phó trưởng phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Công an tỉnh. Mời quý vị cùng theo dõi. Xin chào ông. Chính phủ đã đồng ý về cái việc luật cư trú mới và cũng đang trình Quốc hội để thông qua. Trong đó có nội dung là bỏ sổ khẩu và việc quản lý dân cư bằng mã số định danh. Ông có thể cho biết về những cái lợi ích mang lại từ cái việc đơn giản hóa thủ tục hành chính này như thế nào ạ? Khi tiến hành mà quản lý bằng điện tử thì nó sẽ rất có nhiều cái lợi cho người dân cũng như là tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan quản lý nhà nước. Thì có nghĩa là khi người dân đến đi làm tất cả các thủ tục, ví dụ người dân mà đi xin việc làm đấy, không phải xuất trình sổ khẩu, hoặc là người dân xin học cho con, hoặc là hợp đồng mua điện nước, rồi là các cái giao dịch, ví dụ như mua bán nhà đất hoặc là bất kỳ cái giao dịch gì, không phải xuất trình sổ khẩu nữa mà chỉ cần xuất trình một cái thẻ căn cước công dân. Trong hệ thống cơ sở dữ liệu dân cư thì người dân không thể là khai man, không thể khai làm giả mạo được, bởi vì là trong sổ khẩu thì có thể là người ta làm sổ giả hoặc là các giấy tờ khác người ta có thể làm giấy tờ giả. Đấy. Nhưng mà nếu mà người ta sử dụng bằng sổ khẩu điện tử thì khi mở cái trường thông tin lên thì không thể, người dân không thể làm sai được, không thể làm giả được. Do đó rất thuận lợi cho người, cho cơ quan quản lý nhà nước xử lý các thông tin đối với công dân cần đến giao dịch. Trong sổ khẩu cũ thì cũng có quy định rõ về các mối quan hệ nhân thân, và tiến tới thì cái lộ trình bỏ cái sổ khẩu và quản lý bằng mã số định danh cá nhân thì cái mối quan hệ nhân thân này sẽ được xác định như thế nào thưa ông? Trong cái khoản 1 điều 9 luật công dân thì họ quy định là các cái thông tin về cái người làm căn cước công dân, thứ hai là các cái mối quan hệ giữa cha mẹ, vợ chồng và người giám hộ theo quy định của pháp luật. Thế và
cái điều 41 của luật cư trú được điều chỉnh bổ sung thêm là có quan hệ những người thân trong gia đình, trong sổ hộ khẩu. Thế thì điều đó là có nghĩa là cái khi mà công dân xuất trình cái thẻ căn cước thì toàn bộ cái thông tin về cha mẹ, vợ chồng và những người đại diện theo pháp luật, những người trong sổ khẩu, trong hộ gia đình là đã có thông tin. Thế do đó là xác định được cái mối quan hệ của công dân này với lại những người thân trong gia đình. Thưa ông, để triển khai cái việc quản lý cư trú bằng mã số định danh cá nhân thì đòi hỏi phải xây dựng cái hệ thống dữ liệu quốc gia về dân cư và cư trú. Ông cho biết là cái công tác này đang được triển khai tại Bà Rịa Vũng Tàu như thế nào? Thời gian vừa rồi thì chúng tôi đã tiến hành thu thập toàn bộ cái phiếu DC01 hay là các cái thông tin về công dân đã thu thập là cơ bản hoàn thành. Bước thứ hai là bây giờ chúng tôi đang là chỉnh sửa, cập nhật, bổ sung. Thì bổ sung ở đây là bổ sung các cái trường hợp, thứ nhất là công dân người ta chuyển đến, thứ hai nữa là những cái công dân mà đã đi khỏi địa phương mà bây giờ chưa biết ở đâu, thì bây giờ là người ta ở các cái địa bàn, các cái nơi mà công dân đang cư trú thì người ta gửi cái thông tin, tức là DC01 về cho cái nơi thường trú là nơi ở mình đang quản lý ở đây, thì mình sẽ căn cứ vào cái thông tin đó thì mình tiếp tục đưa vào cơ sở dữ liệu dân cư. Hoặc là các cái thông tin mà trước đây chúng tôi thu thập nó còn thiếu hoặc còn sót thì bây giờ chúng ta tiếp nhận, cập nhật để chỉnh sửa đưa vào. Thì có nghĩa là từ nay cho đến 26 tháng 2 năm 21 là chúng ta tiến hành chỉnh sửa toàn bộ thông tin trong cái cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư trên phần mềm. Thế và tiến tới là đến ngày mùng 1 tháng 7 năm 21 là phải hoàn thành 100% các cái việc cập nhật, chỉnh sửa, bổ sung. Một lần nữa xin được cảm ơn ông. Thưa quý vị, việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để đảm bảo sự thống nhất, chính xác thông tin cơ bản về dân cư, tạo sự đổi mới căn bản về tổ chức, hoạt động quản lý nhà nước về dân cư theo hướng hiện đại, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, giảm giấy tờ cho công dân. Cơ sở dữ liệu quốc gia được hoàn thiện sẽ xóa bỏ tình trạng công dân phải sử dụng nhiều loại giấy tờ. Mỗi công dân sẽ được cấp một mã số định danh cá nhân để truy xuất thông tin của bản thân và giải quyết các thủ tục hành chính. Với vai trò là cơ quan xây dựng, quản lý, vận hành, Công an tỉnh đang nỗ lực xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn tỉnh, đảm bảo chất lượng và hoàn thành đúng tiến độ đề ra, đáp ứng tốt yêu cầu cải cách hành chính, giảm giấy tờ và thủ tục cho công dân, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân sinh sống, học tập và làm việc, đồng thời phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự trên địa bàn. Những thông tin về thị trường nông sản sẽ tiếp tục chương trình ngày mới sáng nay. Mời quý vị cùng cập nhật. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, xuất khẩu nhiều mặt hàng trái cây gặp khó khăn, dẫn đến giá nhãn thanh long tại các tỉnh Đông Nam Bộ, đồng bằng sông Cửu Long giảm mạnh. Cụ thể, tại tỉnh Đồng Nai, Long An và Bà Rịa Vũng Tàu, hiện nhãn được thương lái đến mua tại vườn với giá chỉ từ 4.000 đến 8.000 đồng một ký. Một số giống nhãn chất lượng tốt cũng giảm mạnh như nhãn giống Ido, đang ở mức 14.000 đến 15.000 đồng một ký, nhãn xuồng 29.000 đến 30.000 đồng một ký. Tương tự, quả thanh long đang vào vụ thu hoạch chính cũng giảm giá đáng kể. Tại Bà Rịa Vũng Tàu, giá thanh long được thương lái thu mua chỉ ở mức 3.000 đến 5.000 đồng một ký. Mức giá này cũng tương tự tại các tỉnh Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Cửu Long. Trong những ngày qua, giá nghêu thương phẩm tại vùng chuyên canh của tỉnh Tiền Giang đang tăng mạnh, giúp người nuôi có lãi khá. Cụ thể, giá nghêu thương phẩm tại đây đang dao động từ 25.000 đến 27.000 đồng một ký, tăng hơn cùng kỳ năm trước khoảng 5.000 đồng một ký. Với năng suất bình quân 15 tấn một hecta, nông dân thu hoạch nghêu vào thời điểm hiện nay đạt giá trị sản xuất từ 370 đến 400 triệu đồng. Giá nghêu thương phẩm tăng mạnh, khả năng do nhu cầu thị trường lớn nhưng nguồn cung hạn chế. Dự báo thời tiết tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ngày 18 tháng 8. Hôm nay thời tiết khu vực tỉnh tiếp tục có nắng, thời gian nắng kéo dài, một số nơi cường độ nắng mạnh, tập trung ở khu vực phía bắc của tỉnh như thị xã Phú Mỹ, huyện Châu Đức, phía bắc huyện Xuyên Mộc. Nhiệt độ cao nhất 31 đến 33 độ. Chiều tối và đêm một số nơi gần ven biển xuất hiện mưa rào và dông, lượng mưa ít và nhanh chóng kết thúc. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ.
Hiện tại thời tiết trên biển cũng giảm mưa, gió nhẹ, biển êm, thuận lợi cho hoạt động hàng hải và hoạt động đánh bắt của bà con ngư dân. Khu vực thành phố Vũng Tàu mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có thể xuất hiện sấm sét, gió giật mạnh và lốc xoáy, gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ, cao nhất từ 31 đến 33 độ, độ ẩm tương đối 82 đến 95%. Khu vực huyện Côn Đảo mây thay đổi đến nhiều mây, ngày có nắng gián đoạn, đêm nay có mưa rào và dông. Trong cơn dông có thể xuất hiện sấm sét, gió giật mạnh và lốc xoáy, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Nhiệt độ thấp nhất 26 độ, cao nhất 32 độ, độ ẩm tương đối 84%. Vùng biển Vũng Tàu Côn Đảo nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông vẫn có khả năng xuất hiện gió giật mạnh, lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Trên biển, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4, biển bình thường. Tại Vũng Tàu ngày 18 tháng 8 năm 2020, mực nước cao nhất 350cm xuất hiện lúc 1 giờ 30 phút, thấp nhất 90cm xuất hiện lúc 18 giờ. Thông tin dự báo thời tiết đã khép lại chương trình ngày mới của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi chuyển đến quý vị cũng là những điều quý vị quan tâm. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chúng tôi. Một lần nữa chúc quý vị có một ngày làm việc hiệu quả và nhiều niềm vui. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những chương trình bản tin thời sự tiếp theo.